lạy Chúa con lứa tuổi học sinh. Alo. Alo, ai vậy ạ? Xin kính chào quang bờ ra ve. Ủa, chị là ai? Sao anh lại quên em rồi? Em không quen, chị tắt máy đi. Anh có thể giới thiệu em shop bán ạc đột kích và liên minh huyền con mẹ nó thoại được không? Em có link 9GB, anh xin lỗi em đi. Ok. Ê, xin chào anh em. Suốt ngày có toàn là những bạn hỏi mình ở đâu bán ạc uy tín, rồi từ đột kích cho đến liên quân, rồi đến liên minh huyền thoại vân vân. Rất là đau đầu, nói chung mỗi lần tìm lại cho anh em là phải ghi cái tên shop bạc ra, xong rồi copy rồi pass lại cho mọi người. Rất là mất công, từ những bạn ở trên fanpage đến là Facebook cá nhân của mình, rồi tận cả YouTube các bạn cũng mò vào, là anh em hỏi từ đầu đến sáng, từ thành thị đến nông thôn, từ sân golf đến sân bóng đá luôn. Thì hôm nay mình giới thiệu anh em một cái shop bán ạc tên là bánạcgiarẻ.com. Thì ở đây thì sẽ có là ạc Godfire đột kích này, ạc liên minh huyền thoại này. Nhanh lên ông ơi, lag quá. Giang hồ ở Mac không bằng mạng lag Việt Nam. Đây, có ạc liên minh huyền thoại luôn. Sẽ phân loại cái từ giá từ cao đến thấp, từ thấp đến cao. Có cả liên quân nữa cơ. Ở đây thì sẽ có những cái top nạp thẻ tầm tháng 2 từng ngày này. Rồi khách vừa nạp thẻ bao nhiêu phút trước này, khách vừa mua thẻ vừa mua cái ạc từ bao nhiêu phút trước, bao nhiêu tiền đây đều có hết. Anh em đăng nhập vào bằng tài khoản là Gmail của mình hoặc là cái Facebook cá nhân nhá. Tí nữa mình sẽ tặng một ạc cho anh em dùng chơi luôn. Nếu bạn nào mà được sớm thì bạn đã dùng nhá. Như những clip trước thôi, những các bạn nhanh tay nhất thì nói chung là không uổng công những anh em gọi là có clip là bay vào coi luôn. Rất là quý tinh thần gọi là yêu mến của mọi người. Ở đây sẽ có là hướng dẫn mua ạc này, sẽ có một clip riêng. Nói chung là clip của mình thì đã bao gồm đầy đủ hết đấy. Thu mua ạc CF hay là thu mua ạc gì thì anh em kích vào đây thì sẽ ra Facebook của bạn này là bạn Võ Văn Tuấn. Đấy, có hotline đây luôn. Mình cũng đã giới thiệu anh em một số shop bạc rồi. Mình thấy shop bạc này cũng khá là hay vì có một số cái tính năng khá vui. Mình thấy chưa, một số shop chưa có. Ví dụ như là tài khoản đặt cọc này, là anh em có thể đặt cọc trước nha. Đây. Rồi dịch vụ của thu mua ạc này, nạp tiền, ạc đã mua, hướng dẫn này, đổi mật khẩu có hết. Rồi một số câu hỏi thường gặp thì có ở bên này. Rồi ví dụ như là nạp tiền như thế nào, rồi cái ngân hàng tài khoản là sao, rồi đặt cọc thì như nào. Anh em có thể nạp tiền bằng cái thẻ nhá, thẻ dụ Vina Mobile hay là Vina Phone, Viettel gì hết. Đây được, qua đây được luôn. Wow, top nạp thẻ. Rồi nếu anh em là mua cái ạc với số tiền lớn ấy, hoặc là không cần nạp thẻ thì anh em chuyển qua ngân hàng cũng được, hoặc là mua bằng thẻ cũng được thôi. Ở đây chúng ta sẽ có một số cái mình thấy khá hay này, để mình coi. Hình như là có cả ạc miễn phí đúng không ta? Có ạc miễn phí này, lịch sử nạp tiền, tài khoản đặt cọc, thay đổi mật khẩu nạp thêm. Đây cái ạc miễn phí đây này, wow khá là hay. Có chia sẻ ạc CF lần bao nhiêu này, ngày 24 tháng 2, đúng hôm nay luôn này, 24 tháng 2 này. Rồi hôm 13 tháng 2 cũng có. Rồi chia sẻ cũng một số ạc nữa. Nói chung là ạc chùa, ạc free đấy anh em chơi đấy. Giờ mình sẽ mua một ạc anh em xem nhá, để mình tặng cho mọi người luôn. Đây mình sẽ mua một cái ạc, hiện tại mình có 350.000 ở đây. Mình sẽ mua nhá, mua ngay nhá. Mình nói chung là lì xì. Bạn đã mua thành công, hệ thống sẽ tự chuyển đến trang lịch sử giao dịch. Và mình sẽ qua ở đây và sẽ qua cái lịch sử giao dịch ở đây sẽ có rồi. Tài khoản số 7583. Ngày mua là này luôn, xem thông tin. Ở đây sẽ có là cái email, bắt email không có, câu hỏi bảo mật, con vật yêu thích, rồi chứng minh nhân dân, tài khoản, mật khẩu. Mình sẽ vào thử nha. Cái ạc này sẽ thuộc về những bạn nào mà nhanh tay đổi đầu tiên nhá. Rồi. Câu hỏi bảo mật, chứng minh nhân dân, dễ thôi. Vì tài khoản có như vậy. Vinmun, Mutem, Bách, Sóc, Sẽ, Tuấn, Năm, Chị. Hỏi bạn lúc này, các bạn như là nãy coi là có gì không? Với lúc này có gì không? Như có 2 kíp. Ở đây chúng ta sẽ có M4 một con vũ này, Glock quan vũ, Adam USS với 9A91 này luôn, KAC, FRF2, khá ngon nhỉ. Đến như báu vật nó gần như free hết luôn rồi. Đấy, mình đã
mua một ạc thử cho anh em coi. Và mình sẽ tặng ạc này lại cho những bạn nhanh tay nhất đổi được tài khoản và mật khẩu ha. Anh em nhớ cái link ạc nhá, link shop ạc mình để bên dưới nhá, banacgiarẻ.com. Hy vọng anh em sẽ mua được cái tài khoản ưng ý, mua hoặc bán những cái tài khoản là đột kích, liên minh huyền thoại hay là liên quân. Hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.